Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời đàn trai. Rồi, mời đi em trai, chào em. Mời bạn bên đàn gái giới thiệu về mình đi. Annyeonghaseyo, je ireumun Kim Geun-ra-go hago, Ho Chi Minh-e salgo isseoyo. Jeoneun olhae 32세가 되고, Hanguk hwaesa-eseo Hongyokgun damdanghago isseoyo. Ireokke manhage daeseo bangapseumnida. Annyeonghaseyo. 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 Tên gì vậy? Dạ em tên là... Hên quá, người Việt, người Việt. Trời vô em sổ một tràng tiếng Hàn là chị ngơ ngác rồi đó. Dạ em tên là Trần Thị Kim Cương, năm nay em 31 tuổi. Và em hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của em là phiên dịch viên tiếng Hàn. Hàn chi. Bây giờ ngồi đây sợ bên kia là cô gái Hàn Quốc, thành ra không biết nói chuyện sao. Mời đàn trai giới thiệu nè. Xin chào anh Quyền Linh, Nguyễn Tính. Chào chị Nam Thư xinh đẹp. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Dạ. Em tên là Ngô Minh Thành, đến từ Bình Định. Hiện và sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn ở quận mấy? Quận Tân Bình. Quận Tân Bình luôn. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Thành? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Ồ, giỏi quá. Biết chơi thể thao. Thể thao nữa? Dạ. Có tật xấu gì không? Tật xấu thì em hơi nóng tính và kỹ tính một xíu. Nóng tính và kỹ tính. Nóng tính thì có thể đàn ông hay nóng, nhưng mà kiềm chế được hay không có điều quan trọng. Có kiềm chế được nóng tính không? Dạ được anh. Kiềm chế được là tốt. Lúc đó thì thôi, sau đó là em nguội liền. Rồi, kỹ tính cũng đừng kỹ quá, đàn ông mà kỹ tính quá đó. Dạ, em thì nói chung là sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng ha. Vâng. Đó, mời đàn gái. Kim Cương, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em đi. Dạ, ưu điểm của em là cũng là vui vẻ và hòa đồng. Với lại em là cũng nói chung là tự tin, hoạt bát, với lại cũng quyết đoán một tí xíu. Còn khuyết điểm của em á là đôi khi cũng có hơi cố chấp tí xíu, với lại nấu ăn không được ngon lắm. Không nấu ăn bên đây, người ta nấu ăn ngon nè, ở đây nấu ăn được nè. Có anh nấu ăn cho em rồi em ơi. Bây giờ mình sẽ nói tí xíu về tình trường ha. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thực sự là em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên á là thời đại học đó chị. Em quen bạn đó được 2 năm mấy. Tại vì lúc mà mới ra trường rồi, công việc á nói chung là rất là nhiều, tình cảm nói chung càng ngày càng nhạt, nên hai người quyết định chia tay. Rồi, mối tình thứ hai á là cũng với một anh Hàn Quốc. Nói chung là cũng được 2 năm mấy. Nhưng mà do tính chất công việc của em á, nên nhiều khi em đi công tác rất là nhiều, hoặc là em gặp khách hàng rất là nhiều, nên bạn đó rất là ghen. Nói chung là tới một lúc nào đó thì nói chung là hai người cũng không thể nào mà có tiếng nói chung được nữa. Rồi mối tình gần nhất của em là cách đây khoảng 1 năm rồi. Thì em cũng quen người đó 1 năm mấy, nhưng mà sau này càng quen thì em càng thấy là hai người có cách sống nó khác nhau, nên tụi em quyết định dừng lại. Quyết định dừng lại. Dạ. 1 năm nay chỉ tập trung vào công việc, không yêu ai cả. Dạ đúng rồi chị, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Còn em trai mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất của em thì em quen từ khi sinh viên ra trường đi làm. Lý do chia tay thì bạn đi học ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em thì học ở ngoài Đà Nẵng. Nói chung là khoảng cách xa. Xa quá. Dạ. Sau thời gian em vừa đi học vừa đi làm, cho nên không có thời gian. Bạn nữ kêu sao không quan tâm chia sẻ. Mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì em quen khoảng được 2-3 tháng. Thì bạn đó cũng là học ngoài Đà Nẵng luôn. Rồi sau này em công việc em thì làm, nói chung là em ngoài đó thì nó chưa được ổn định, em mới vào Sài Gòn. Nghĩa hai người thì cũng... Có những mối tình đó cũng mấy tháng thôi mà. Vâng, phải sâu đậm lắm. Dạ, chưa sâu đậm. Mình bỏ qua cái chuyện cũ đi. Bên đàn gái, hãy cho tôi biết tiêu chí thế nào. Dạ, nói chung là mẫu người lý tưởng của em á là một người chững chạc với trưởng thành, và cái người đó cũng phải hơi lãng mạn tí xíu, và có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà hoặc là việc nấu nướng với em. Nhưng mà em bận, em đi công tác. Chị thấy là bạn bên kia nói là bạn bên kia sạch sẽ gọn gàng, nấu ăn thì cái phần đó là có thể là vượt qua rồi đó. Dạ. Vòng rồi đó. Dạ, ngoại hình đó. Sao em? Ngoại hình thì sao? Thì nói chung càng cao càng tốt. Càng cao càng tốt. Lúc mà em đăng ký chương trình thì tiêu chuẩn của em là 1m65, nhưng mà thật sự là càng cao càng tốt.
Bây giờ thôi mình phải qua coi mắt đàn trai ha. Bây giờ em có yêu cầu gì em nói với bà mối đi. Chào chị Nam Thư. Yêu cầu bạn gái thế nào nói đi. Chào em. Em có thể nói cho Thư biết là yêu cầu về bạn gái của em như thế nào không? Mọi người về bạn gái của em thì về ngoại hình thì không mập, không ốm, vừa. Chiều cao thì 1m55 trở lên, da trắng, nói chung là khuôn mặt dễ nhìn. Đàn trai trắng dạ. Nhìn trắng trẻo, thư sinh ha. Mình nhiều bạn không? Ở ngoài dòng đời mình đó mình nhiều bạn không? Nói về bạn thì cũng nhiều nhưng mà bạn thân thì cũng... Bạn thân là con trai hay con gái? Con trai. À, con trai rặt không? Trai men luôn, chăm chăm luôn á. À, chứ giờ mình ra đường có anh nào trai không thẳng mà ghẹo ghẹo mình chưa? Có nhiều lắm chị. Nhiều hả? Mà em không biết vì sao nhưng mà gái thì bạn gái không thích kết bạn mà toàn là kết bạn Zalo toàn là thuộc về giới tính thứ ba không à vậy hả? Nhiều khi bình thường mình cứ đúng rồi giới tính ba cũng vậy mà cứ kết bạn thì thoải mái thôi. Dạ, nhưng những câu nói người ta khiếm nhã đó. À, mấy người khiếm nhã thì mình chặn Zalo. Mình chặn mấy người mà kết bạn giới tính thứ ba thì mình cứ kết bạn không sao cả, bởi thành thử là em bé tới giờ đó. Nói chơi chứ mình không có phân biệt giới tính nào cả. Nhìn trắng trẻo, khi nào ai nói em thế giới thứ ba không? Nhiều người ta thấy sau giờ này chưa có vợ người ta cũng nghĩ đúng không? Dạ. Thấy nhưng mà không? Em thì em không thích trai nha. Em thích không? Gái á. Thích không? Dạ không. Anh Linh kỳ ghê, ghẹo ta nữa. Không, anh thì em thích á. Anh thích anh vui tính. Vui, anh hài hước. Em rất hâm mộ anh. Cảm ơn em. Dạ. Đừng qua coi đằng gái thế nào nha em trai. Dạ. Trời ơi. Dạ chào anh. Chà, đúng à. Kim cương chưa? Kim cương được, dễ thương, nói chung là dễ thương đó. Dạ, em chào em gái. Anh. Chào em. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ok. Kamsahamnida. Annyeo, konbanwayo. Anh Linh biết nhiêu đó à. Bây giờ nè, em trai bên tôi trắng trẻo, công tử lắm á. Nhiều cô gái theo đuổi lắm á. Dạ. Có ghen không? Hồi nhiều cô gái và chàng trai theo đuổi. Đúng rồi, nãy giờ em nghe nói chàng trai theo đuổi nhiều hơn. Ừ, có ghen không? Quan trọng vô là do bạn trai bên đó là thái độ có rõ ràng với người ta hay không. Đúng rồi. Mà rõ ràng á thì người ta đâu có cơ hội mà tiến tới đâu. Bây giờ thì anh thấy rằng hai bạn cũng trao đổi nhiều cái nó cũng hợp lý với nhau. Quan trọng mình hỏi xem người nhà thế nào nữa. Dạ, không? Kim Cương. Dạ, hôm nay em đi với chị gái của em với lại bạn thân của em. Chị gái em tên gì? Dạ, chị gái em tên Bích Ngọc. Bích Ngọc. Dạ, dạ gia đình toàn Ngọc. Nhà em Ngọc Ngà Kim Cương á chị. Ngọc Ngà Kim Cương. Dạ, anh em tên Ngà. À, Ngọc Ngà. Chị Ngọc, anh Ngà, em là Kim Cương. Ngọc thấy thế nào về đàn trai của chúng tôi? Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Chị chào em. Chào chị. Thì thông qua những điều em trao đổi với chương trình á thì chị thấy em là một người thanh niên điềm đạm, nghiêm túc. Việc mà hai em gặp nhau hôm nay á thì chị nghĩ đó là sự khởi đầu cho sự chan hòa. Và mối quan hệ nào thì cũng cần phải có thời gian. Nên chị nghĩ hai em nên cho nhau một cơ hội. Bây giờ đàn trai. Dạ, hôm nay em đi với em gái với hai bạn thân. À, em gái, em ruột á hả? Dạ, em ruột. Em. Rồi, để hỏi em ruột coi. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào, chào chị Nam Thư. Con là em gái của anh Thành. Theo con thì con thấy chị bên đây rất là xinh đẹp, năng động. Còn về nhận xét của anh của con thì anh con nấu ăn rất là ngon, rất là sạch sẽ và ca hát rất là hay. Con nghĩ thì anh chị đến đây cũng là một cái duyên. Anh chị nên cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Dạ, con cảm ơn chương trình ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta mở rào ra cho hai bên gặp mặt. Không gian này là của hai bạn đó. Cứ thoải mái đi. Nào, bắt đầu Thành. Chào em. Chào anh. Đến chương trình là anh có món quà tặng. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà dành tặng anh ha. Cái này là cuốn truyện tranh Hàn Quốc. Nếu mà em với anh có duyên á, sau này á, mà có thể tiến xa hơn á, thì mình có thể đọc cuốn truyện tranh này cho con của chúng ta nghe. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Rồi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn hãy nói cảm nhận về nhau đi. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em nghĩ anh là một người chững chạc, lịch sự. Nói chung là em gặp anh thì em cảm thấy ấn tượng đầu rất là tốt. Cảm ơn em. Còn anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì khi kéo đem ra anh rất là bất ngờ. Em rất xinh, dễ thương. Dạ, anh rất thích con gái có răng khểnh. Mình hẹn hò thế nào đó? Khoảng cách hai bạn đó. Thời gian hẹn hò thì em trong tuần em rảnh vào thứ mấy?
Tại vì công việc của em á, là bây giờ em là phiên dịch viên nên á, em nghĩ là em có thể chủ động được thời gian. Nếu mà em muốn dành thời gian cho anh đi thì em sẽ hạn chế nhận những cái lịch đặt của khách. Nói chung là em có thể chủ động về thời gian. Còn anh như thế nào? Nói chung công việc anh thời gian nó cũng rất nhiều. Thường thường thì buổi tối thì anh rảnh. Ví dụ chủ nhật em rảnh đó, thì anh có thể xin sếp về sớm để đi chơi với em. Hôm nay tới với chương trình thì đàn trai có món quà tinh thần nào tặng cho đàn gái không? Đến với chương trình thì em cũng chuẩn bị bài hát, tựa đề là Xin gọi nhau là cố nhân. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, sáng mắt trời mưa phố xưa buồn tên, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Hát thì hay, rất ngọt. Nhưng mới ngày đầu gặp người yêu tự nhiên xin gọi nhau là cố nhân. Đúng rồi, có bài nào khác chưa không? Chưa hợp lắm. Không, bài em thích thì... Có thể hát nhạc chế lời, nhưng bạn có khả năng chế lời không? Nếu có chương trình mình hẹn hò cùng nhau, nếu có tiếng hát của em hút cao hòa vào lòng anh. Hợp quá, hợp quá. Em nhìn anh hình như anh rung thì phải. Kim Cương. Dạ. Bây giờ ảnh hát rồi, mình có tiết mục gì không? Em cũng chuẩn bị một tiết mục nhưng mà bài hát tiếng Hàn chị. Không sao. Không sao đúng không? Vậy em hát nha. Ừ. 사랑 한 매 새 심 했던 나의 마음이 그렇게도 그대에게 구속이었어. 믿지 못해 그런 것이 아니었는데 어쩌다가 헤어지는 이유가 됐어. 내게 무슨 마음의 변 있는 것처럼 느낀 만큼 알 수 없는 사람이 되어. Hay quá anh. Bài. Trời ơi. Chết liệt. Anh dịch nguyên bài hát này nè, bài này bài Việt Nam mà. Rồi anh dịch. Thôi đâu có. Em yêu ơi, em, anh yêu ơi, tình này dành hết đến anh bao nhiêu mặn nồng. Đúng không em? Dạ, đúng rồi. Em. Quyền cái bài đó. Này á, là dịch ra tiếng Việt thì cũng như vậy á chị. Có nghĩa là cho dù cái mọi chuyện có thay đổi thì tình cảm của em dành cho anh cũng như vậy, cũng không thay đổi. Chết. Thấy gia đình Kim Cương, Kim Chỉ nhà em chưa? Thôi rồi, bây giờ là chúng ta cũng đã khá hiểu nhau rồi. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để các bạn có thể cảm nhận tất cả mọi thứ. Bây giờ mỗi người chúng ta sẽ dành cho nhau một câu nào đó tận đáy lòng của mình. Mình suy nghĩ và mình cảm nhận về người đối diện thế nào. Bắt đầu đi Thành. Trước khi mà lên chuẩn bị ghi hình, thật sự là anh mất ngủ mấy đêm rồi. Anh thì anh không có nói được nhiều lời ngôn tình. Thì anh sẽ thể hiện một câu hát. Dạ. Yeah. Chương trình đã xé sợi chỉ hồng để chúng ta nên nghĩa vợ chồng. Là hết hả? Dạ. Nói chung em cảm nhận được sự chân thành từ anh. Nói chung là em cũng muốn là em với anh cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi rồi, xoay ghế, xoay ghế, xoay ghế. Rồi rồi rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, để tay vào nút bấm. Tất cả đều trả lời bằng nút bấm. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kết thật sự là viên mãn. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng em, đây hoa. Nắm tay nhau nào. Và chúng ta hãy hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin phép chị hôn.